Làm ngay hai điều này để tiết dư giả tiền bạc. Rất là nhiều người họ đã rất là lo lắng bởi vì tiết gần tới nơi rồi, có rất là nhiều khoản phải chi tiêu. Thậm chí chúng ta còn mong muốn về quê sum họp với gia đình, phải không ạ? Chúng ta mong muốn là mua quà tặng cho những người thân của mình, ba mẹ của mình. Bởi vì là một năm vừa qua thì tình hình kinh tế đã chưa được ổn định và chúng ta không tạo ra được dòng tiền. Và chúng ta còn cân nhắc thử là chúng ta có nên về quê hay là không. Và cái điều đầu tiên chúng ta cần làm anh chị, đó là chúng ta sẽ đặt ra một cái mục tiêu. Tết tới nơi rồi, chúng ta cũng phải có một cái điều gì đó tuyệt vời chứ. Vậy thì nếu như mà anh chị xem hết video ngay hôm nay và làm hai cái điều này thì Lan tin chắc rằng từ đấy tới Tết cả anh chị sẽ có một cái khoản dư giả để mà cả anh chị có thể là có một cái Tết sum vầy với người thân yêu của mình. Và nhiều anh chị lo lắng rằng là tiền ở đâu để mà có thể tiêu tiền, làm sao để trả những cái khoản chưa dư, làm sao để mà có thể là giải quyết những cái vấn đề này kia. Và cái việc của chúng ta đó chính là dành tròn cái thời gian của mình để mà chúng ta bắt đầu lên chiến lược và kế hoạch để có thể là phát triển dòng thu nhập của mình trước mùa Tết. Tại vì các anh chị biết á, một cái bí mật đó là trước Tết thì nhu cầu của thị trường rất là lớn, và nếu như các anh chị không có tận dụng thời điểm này để có thể là phát triển kinh doanh, để có thể là tạo ra dòng tiền, thì chúng ta sẽ đợi tới khi nào nữa? Ra Tết là họ đã mở cái nhu cầu tiêu phá rồi, không lẽ chúng ta lại đợi tới nửa năm chúng ta mới bắt đầu kinh doanh ư? Chính vì vậy nên là thay vì chúng ta dành thời gian để mà mình tập trung vào những điều không tích cực và tốt đẹp, lo lắng về tiền, thì chúng ta hãy tập trung để có thể là gia tăng dòng tiền của mình. Vậy làm sao để có thể gia tăng dòng tiền ạ? Nó rất là đơn giản, các anh chị còn có thể là làm một cái công việc bắt khám. Chúng ta kiếm một cái công việc nào đó về kinh doanh, chúng ta làm bắt thăm. Thậm chí là các anh chị khả năng nói rất là tốt thì anh chị có thể là tập trung vào kinh doanh. Và trong giai đoạn này chúng ta nói rằng là tôi không có việc kinh doanh, trước giờ là tôi chưa bao giờ bán hàng, tôi chưa bao giờ là kinh doanh thì có rủi ro không? Tất nhiên để mà thành công thì chúng ta phải đánh đổi một cái thứ gì đó anh chị. Nếu như mà chúng ta không muốn đánh đổi về tiền, chúng ta không muốn đánh đổi về những cái giá trị tài sản lớn, thì chúng ta cần đánh đổi về thời gian. Và chúng ta sẽ hỏi rằng ngay lúc này thị trường đang có nhu cầu gì, và chúng ta phải tập trung vào phát triển mình lên anh chị, phát triển cái thứ mà thị trường đáng cần, những cái giá trị mà thị trường cần để chúng ta trao đi và giúp đỡ cho thị trường, để thị trường trả tiền cho mình. Chứ không có là mình không có làm gì hết thì sao mà có tiền ạ? Chúng ta đã tạo ra một cái công cụ, chúng ta tập trung gia tăng dòng tiền của mình. Tuy nhiên rất là nhiều anh chị dành thời gian rất là nhiều trong ngày để mà chúng ta tiêu phá vào những cái việc mà không tạo ra tiền. Và rất là nhiều anh chị nghĩ rằng mình làm việc là rất là nhiều, 6 tiếng, 8 tiếng, thậm chí là hơn 10 tiếng một ngày. Nhưng mà thực chất, khi bắt đầu các anh chị thống kê lại, chúng ta chỉ làm khoảng 2 đến 3 tiếng những việc mà tạo ra tiền thôi. Ấy chính là vì vậy, nên thay vì chúng ta cứ luyến miên lãng mạn thì chúng ta xem thử cái việc trong ngày mà tạo ra tiền cho chúng ta là gì, và chúng ta cần bao nhiêu thời gian trong ngày để có thể làm việc đó. Và nếu như chúng ta hoàn thành xong rồi, có thể nào chúng ta lên kế hoạch để mà làm nhiều hơn cái việc tạo ra tiền, để mà giúp cho chúng ta có thể là gia tăng dòng tiền không? Thay vì chúng ta gọi một cuộc điện thoại cho khách hàng nó tốn 1 tiếng đồng hồ, vậy thì trong 1 tiếng đồng hồ đó, chúng ta có thể là lên kế hoạch và gọi nhiều hơn một cuộc gọi. Chúng ta đừng ngồi tạm chuyện, xử lý vấn đề. Thay vì thế, chúng ta hãy lên nhiều cuộc gọi và chúng ta hãy tập trung vào nhu cầu của thị trường, sau đó giải quyết nhu cầu cho nó nhanh anh chị. Tại sao chúng ta không mất 1 tiếng để mà chúng ta thay vì ngồi lướt TikTok, thay vì ngồi lướt YouTube, thì chúng ta dành thêm 1 tiếng nữa để gọi thêm cho khách hàng của mình? Khi mà chúng ta gia tăng cái việc và làm những cái việc mà tạo ra dòng tiền thì chắc chắn rằng thu nhập của chúng ta cũng sẽ gia tăng lên. Chính vì vậy các anh chị phải nghiêm túc khi mà làm hai vấn đề này để giúp cho chúng ta có một cái sự dư giả về tài chính, thay vì chúng ta phải ngồi lo lắng. Nếu mà anh chị nào còn chưa có một cái kế hoạch nào nữa thì hãy comment dưới video này để Lan có thể là gửi tặng cho anh chị những cái bản thảo kế hoạch giúp cho anh chị có một cái Tết thịnh vượng nhé. Lan xin chào, chúc anh chị thành công ạ.